rượu ngâm trị bệnh yếu sinh lý. Trong dân gian có rất nhiều cách được áp dụng để trị bệnh yếu sinh lý nam giới. Một trong số đó phải kể đến các loại rượu ngâm trị bệnh yếu sinh lý, được gọi là rượu thuốc, được coi là thuốc gia truyền. Bí quyết trị bệnh yếu sinh lý đã được ông cha sử dụng từ xa xưa. Dưới đây là một số loại rượu ngâm phổ biến mà các bạn có thể tham khảo sử dụng để nâng cao đời sống chăn gối vợ chồng. Các loại rượu ngâm trị bệnh yếu sinh lý. 1. Rượu ngâm hạt hẹ. Công thức đơn giản này được dân gian sử dụng phổ biến, có tác dụng bổ thận, cố tinh dùng cho nam giới bị yếu sinh lý, dương suy, đau mỏi gối. Áp dụng thường xuyên để nhanh chóng mang lại kết quả như mong muốn. Cách dùng: ngâm khoảng 60g hạt hẹ với 500ml rượu trắng trong bình kín khoảng 7 ngày thì có thể dùng được. Mỗi ngày dùng rượu uống 2 lần, mỗi lần 1 ly nhỏ là đủ. 2. Rượu ba kích. Ba kích là vị thuốc bổ tinh khí, dùng chữa liệt dương, xuất tinh sớm, di mộng tinh, được sử dụng phổ biến trong dân gian như một vị thuốc quý. Rượu ba kích cũng là một bài thuốc trị bệnh yếu sinh lý được sử dụng phổ biến trong dân gian. Bên cạnh hai nguyên liệu chính là rượu trắng và rễ cây ba kích còn có thêm các vị thuốc khác là phụ tử, cam cúc hoa, thục tiêu, câu kỷ tử, thục địa. Loại rượu thuốc này có tác dụng giúp ôn thận, trợ dương, mạch gân cốt, trừ phong thấp hiệu quả. Nam giới sử dụng rượu ngâm ba kích không chỉ giúp cải thiện khả năng tình dục mà còn giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe. Thành phần gồm có: ba kích tím, vỏ lõi 60g, phụ tử, chế 20g, cam cúc hoa 60g, thục tiêu 30g, câu kỷ tử 30g, thục địa 46g. Tán bột, cho vào bình, ngâm với 3 lít rượu. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 15 đến 20ml lúc đói. 3. Rượu dâm dương hoắc. Dâm dương hoắc là một vị thuốc được sử dụng phổ biến và là một thành phần không thể thiếu trong một số sản phẩm thuốc hiện nay trong điều trị yếu sinh lý. Bên cạnh việc sử dụng dưới dạng bài thuốc uống trị bệnh yếu sinh lý, dân gian còn sử dụng để ngâm rượu mang lại lợi ích lớn. Cách dùng rượu ngâm dâm dương hoắc, bạn lấy khoảng 500g dâm dương hoắc, nên dùng ở dạng sao khô, ngâm với 5 lít rượu, rượu gạo loại 1 là tốt nhất. Sau 3 đến 5 ngày là có thể dùng được. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần uống khoảng 15 đến 20ml. Tác dụng: rượu thuốc có tác dụng trị bệnh yếu sinh lý, bổ thận, tráng dương và tăng cường sức khỏe phái mạnh. Nam giới sẽ tránh được các phiền toái do bệnh xương khớp, tim mạch, đồng thời có tác dụng lợi tiểu, cường khí nếu sử dụng với liều lượng vừa phải. 4. Rượu tắc kè. Tắc kè ngâm rượu là bài thuốc chữa yếu sinh lý nam hữu hiệu, nhanh và mạnh mẽ. Loại rượu này mang lại hiệu quả cao nên dù có thể hơi khó uống nhưng vẫn được sử dụng rất phổ biến. Các bạn có thể sử dụng như sau. Trước hết, bạn chuẩn bị lấy 2 con tắc kè, đem làm sạch, chặt thành miếng và sấy khô. Dùng thêm các vị thuốc bao gồm thỏ ti tử 30g, kim anh tử 20g, long cốt 20g, trầm hương 3g, tất cả các vị thuốc đem tán thành bột mịn. Bạn thực hiện ngâm tắc kè với các vị thuốc và khoảng 2 đến 3 lít rượu trắng trong 20 ngày thì dùng được, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 15 đến 25ml. Rượu tắc kè đặc biệt tốt trong điều trị yếu sinh lý ở nam giới với các chứng bệnh như di tinh, tảo tiết, dương suy, lưng đau gối mỏi, tinh thần suy nhược. 5. Rượu ngâm mật cá và gan gà. Nhiều người ít biết về loại rượu này nhưng đây được coi là rượu ngâm bí truyền của ông cha ta thời xưa để khắc phục những vấn đề về sinh lý nam giới rất hiệu nghiệm. Chỉ cần thực hiện đều đặn và uống đúng liều thì chỉ sau một thời gian, vấn đề mà bạn đang gặp phải có thể sớm bị loại bỏ nhanh chóng mà thôi. Cách thực hiện như sau: mật cá chép và gan gà trống mỗi thứ 1 cái, nghiền nát, ngâm với 500ml rượu trắng trong 5 đến 7 ngày, thỉnh thoảng lắc đều. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 30ml. Trên đây là các bài rượu thuốc được sử dụng trong dân gian từ xa xưa giúp điều trị bệnh yếu sinh lý nam giới và tăng cường bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người bệnh lạm dụng. Chúng có thể gây nghiện và dùng quá liều sẽ phản tác dụng. Hãy uống các loại rượu thuốc này với liều lượng vừa phải, kết hợp với việc tạo thói quen, lối sống và chế độ sinh hoạt hợp lý, lành mạnh và kiên trì thực hiện cách tập luyện để chữa trị xuất tinh sớm sẽ cho hiệu quả trị bệnh cao. Do đó, các đấng mày râu cần chú ý để có thể cải thiện tốt nhất cho đời sống tình dục và chức năng sinh sản của mình, đảm bảo hạnh phúc gia đình luôn êm ấm.